Sau gần 3 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Đảng bộ huyện Phú Lương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp. Kết quả các chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản được thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Một số chỉ tiêu nổi bật như thu cân đối ngân sách huyện tăng bình quân hàng năm đạt 10,3%, vượt 0,3% so với chỉ tiêu nghị quyết. Giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp thủy sản bình quân hàng năm đạt 4,05%, vượt 0,55% so với mục tiêu của nghị quyết. Đặc biệt, nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay toàn huyện có 12 trên 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đạt 2 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ huyện Phú Lương sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí đề nghị huyện cần có giải pháp quyết liệt để thực hiện phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024, nỗ lực xây dựng thị trấn Đu đạt tiêu chí đô thị loại 4 vào năm 2025.